Xin chào mọi người, hôm nay mọi người hãy cùng mình tìm hiểu về rỗ bê tông là gì nhé. Rỗ bê tông là tình trạng bề mặt bê tông sau khi tháo cốt pha xuất hiện những lỗ hổng li ti nhỏ hoặc lớn, có làm lộ hết cả cốt thép bên trong. Các loại rỗ bê tông thường gặp bao gồm rỗ ngoài xuất hiện ở bề mặt dễ dàng nhìn thấy, rỗ sâu ăn sâu vào kết cấu có thể chạm đến cốt thép, rỗ thấu xuyên qua lớp kết cấu bê tông gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến rỗ bê tông bị rỗ. Hiện tượng bê tông bị rỗ có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó bao gồm chất lượng bê tông kém, việc sử dụng khớp phối không đúng chuẩn, đá không đều dẫn đến hỗn hợp bê tông có bọt khí dẫn đến hiện tượng rỗ sau khi tháo cốt pha, đổ bê tông và dập đầm bê tông không kỹ, đầm bê tông không đều bỏ sót hoặc tại những vị trí thép dày hỗn hợp không được vào được gây lỗ hổng, đổ bê tông trong điều kiện thời tiết xấu, bê tông bị ngập nước hoặc đổ trong lúc trời mưa cũng là nguyên nhân gây ra rỗ xi măng. Thi công cốt pha không đảm bảo, cốt pha không kín làm vỡ xi măng chảy ra ngoài gây ra hiện tượng rỗ ở chân móng, cột, đáy dầm. Cách xử lý bê tông bị rỗ: xử lý bề mặt, sử dụng máy mài để loại bỏ các phần bê tông yếu, sau đó dùng vữa xi măng trộn cắt tỷ lệ 1:2 hoặc 1:2,5 để chắt kín các lỗ rỗ. Đối với các vết sâu cần phải đục và làm sạch khu vực, sau đó dùng vữa cốt liệu sỏi đá nhỏ để lấp đầy các vị chỗ bị rỗ, xử lý rỗ cột. Đối với cột bị rỗ không sâu có thể dùng súng phun vữa để che phủ đi các lỗ rỗ. Nếu cột sâu đến cốt thép cần tham khảo ý kiến từ chuyên gia và sử dụng vữa trợ lực để chám. Xử lý rỗ bề mặt đường bê tông: để sửa rỗ bề mặt đường bê tông bị rỗ cần vệ sinh rạch khu vực, tưới nhựa lỏng và phủ cát mịn, sau đó lèn chặt để đảm bảo độ bền của bề mặt. Mọi người có ý kiến thêm gì về vấn đề này thì hãy để lại comment bên dưới. Nếu có nhu cầu tìm hiểu về xây nhà chọn gói, hãy liên hệ với mình là Hoàng Nam GEC để được tư vấn miễn phí qua số điện thoại 0989 401 061.